Chào tất cả các bạn, mình giới thiệu tên là Hoa, đã từng tốt nghiệp thạc sĩ và đi bán thuốc. Hiện tại mình có mở tiệm massage tại nhà và đang đồng thời kinh doanh về mảng chăm sóc da và sức khỏe chủ động. Có lý do mình hôm nay mình có mặt ở đây để chia sẻ cho mọi người biết một số sản phẩm mà mình đã sử dụng hơn 4 năm qua và rất là tâm đắc. Và sản phẩm đầu tiên mình xin chia sẻ cho mọi người đó là vitamin C. Vitamin C thì mọi người không lạ lẫm gì nữa rồi, vì nó là một vitamin rất là truyền thống và nổi tiếng, với những cái tác dụng nổi trội của nó đó là tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường hấp thu sắt và canxi, tăng sợi collagen dưới da, làm cho da của mình sáng và đều màu hơn, và chậm các quá trình lão hóa. Vì là một quá trình thời gian mình sử dụng mình sẽ giảm sự lão hóa của làn da của mình. Hôm nay mình sẽ minh họa cho mọi người biết về tác dụng chống oxy hóa của vitamin C như thế nào nha. Và đầu tiên mình sẽ lấy ra đây là 2 cốc nước, nó tượng trưng cho cơ thể của mình khi mới sinh ra, là 70% cơ thể của mình là nước. Và mình lấy gạo tượng trưng cho các tế bào của mình mới là nó rất là trắng trong như thế này. Và khi còn là một đứa trẻ, một tế bào của mình rất là trắng trong như thế này, nhưng khi mà mình lớn lên trong khoảng thời gian thì mình sẽ tiếp xúc với những cái xăng xe, khói bụi, ô nhiễm bên ngoài, thì mình lấy ra đây cồn iốt để sát khuẩn trong y tế, và tượng trưng cho những cái tác nhân ở bên ngoài như vậy. Mình cho vào 2 cốc nước. Và mình sẽ khuấy 2 cái cốc này lên. Và khi cơ thể mình trắng trong như vậy thì khi mà có tác nhân bên ngoài thì cái hạt gạo này nó bị đen lại như này, và nó bị ảnh hưởng bởi các tác nhân về ô nhiễm. Và bình thường để tăng cường sức đề kháng, hay là mấy các anh đi uống rượu về là các chị cũng hay cho pha nước chanh uống, phải không ạ? Thì đây ạ, à, ra đây cả chanh thì cũng bắt vào đây xem chanh sẽ giải độc cho cơ thể mình như nào. Mọi người thấy cũng sáng ra đúng không? Thêm một quả nữa đây. Đây, cơ thể mình cũng sáng ra rồi, làm mình cũng khỏe hơn rồi đấy. Đấy. Còn bên này thì Hoa sẽ lấy ra viên vitamin C của Nutrilite. Một viên là như thế này. Nó có từ C, và Hoa đã sẽ bẻ ra. Và mọi người nhìn thấy đấy. Trong ngoài là một màu duy nhất là đồng nhất với nhau, là chứng tỏ viên vitamin C này nó không có tán dừa hay một cái chất độ khác. Thì mình sẽ bẻ ra khoảng 1/8 viên C cho vào đây, và mình khoáng đều đều lên như giống như bên này. Về vitamin C là tan trong nước nên mình cần thời gian để giải được nó. Khi mình khoáng lên thì cái viên này, cái lọ nước này nó cũng trắng trong lên như này rồi. Mình cần giải độc như thế nào nhé. Đây. Và các hạt gạo này nó cũng trắng lên rồi, mọi người thấy không? Đúng không? Cái nước này nó cũng sáng trong, và như này cái cơ thể mình đã được thanh lọc với 2 sự khác biệt từ 2 cốc nước này. Ví dụ hôm nay là chủ nhật nhưng ngày mai mình là thứ hai, mình vẫn phải đi làm thì vẫn tiếp xúc với xăng xe, khói bụi và ô nhiễm môi trường, thì mình lại cho thêm cái cồn iốt vào. Còn bên này cũng vậy. Đây, mình khoáng lên.
giải độc được cho mình được nhiều hơn. Nhưng vitamin C của Nutrilite thì nó lại kháng phong khỏe lại đấy, rất là thích đúng không ạ? Và gần như là cái viên vitamin C nó không còn chưa tan hết cơ. C của chanh ấy là không giải được mấy, vì thường vitamin C trong chanh ấy nó nhiều nhất là ở vỏ và hạt, nhưng mà không có ai ăn vỏ và hạt của quả chanh cả. Với 1/8 viên C của Nutrilite, một viên nó là tương đương với 250mg, mà tương đương khoảng tầm 10 quả chanh như này. Mà 10 quả chanh tươi mà mới hái trên cây xuống ấy, và một quả nó là 25g, mà tương đương 10 quả. 10 quả chanh là bây giờ giá thị trường khoảng tầm 10.000 một quả chanh, 10.000 10 quả chanh. Và một ngày nếu mà mình 4-10 quả chanh ấy nó cũng bằng một viên này đấy. Nhưng mà liệu nó có an toàn hay không thì mà lấy ra đây cái giấy quỳ để thử độ pH. Độ pH nó chuyển sang màu xanh, nó là kiềm, chuyển sang màu đỏ thì nó là axit. Bên này chanh này, trời đỏ luôn. Còn bên C của Nutrilite đây, nó không đổi màu giấy quỳ và nó rất là an toàn. Và mình thấy đó là một sản phẩm rất là tiết kiệm, hiệu quả và có nguồn gốc rõ ràng, vì mình biết đó là từ nông trại hữu cơ lớn nhất của trên thế giới. Và một viên này tương đương 10 quả xanh thì giá nữa ra sao? 10 quả xanh hiện tại là 10.000, nhưng mà một viên này với giá là 4.800, và một lọ này 100 viên là 481.000, và rất là tiết kiệm, rất là tiện lợi cho mình. Bây giờ mà mình không thể ăn được những viên, những cái hoa quả như thế này, hoa quả tươi với axit như thế này, chắc chắn là những người dạ dày là không dám ăn hoa quả luôn, vì rất là đau. Và mình sử dụng vitamin C của mình rất là an toàn, có thể sử dụng được. Và một sản phẩm nữa mà Hoa muốn cho mọi người biết thêm, đó là chai đa năng tẩy rửa loa xe. Nó có các tinh dầu thiên nhiên như là dầu dừa, lô hội và lá đinh hương. Dầu dừa để bóc tách vết bẩn, lô hội để làm mềm da tay, và đinh hương để xua đuổi côn trùng. Và một lọ này nó có thể thay thế những lọ như là bồn cầu trong nhà, bồn tắm, hay là tẩy rửa nhà bếp, hay là lau nhà, sàn nhà. Thì một lọ này pha ra có cái bình xịt đi kèm, nó làm ra tỷ lệ 1:9 để mình có thể lau nhà, lau kính, hay là lau bề mặt sàn nhà và bề mặt cái bàn của mình như này. Và hôm nay mình sẽ minh họa cho mọi người thấy về tác dụng tẩy rửa và an toàn mình dịu ra tay thế nào. Thì mình lấy ra đây là cái xi đánh giày. Xi đánh giày là một vết bẩn rất là, có thể là nói là khó ra đấy, vì là nó tinh dầu mà mình bôi lên bàn tay này nha. Mình chỉ cần một giọt thôi, vì là này rất là đậm đặc. Bình thường những cái đồ tẩy rửa trong phòng vệ sinh nhà là mình không dám cho lên tay đâu, rất là sợ luôn. Rồi như cái này thì nó cảm giác rất là mát. Và mình lấy ra đây là cái khăn ướt của mình. Mình lau đi và nó tẩy rửa rất là nhẹ nhàng. Đây. Tay mình rất là mềm mại, và nó tự trưng cho những rẻ lau của mình trong nó là nó bẩn như thế này. Thì Hoa lấy ra đây một cái cốc nước tự trưng cho cái xô nước lau nhà của nhà mình hả. Đây,
siêu bọt luôn. Mình thấy bọt ra nhiều này và lấy cái vết bẩn kia coi, nhưng mà cái nước này vẫn làm xong, ngay cả nó chăng nó đục đi chăng nữa ấy, thì khi mà còn bọt là vẫn có thể dùng được. Mình có thể tận dụng như là lau tủ lạnh, lau sàn nhà, và những cái nước đấy mình có thể lau bồn cầu hoặc là về tưới cây cũng được. Và một lọ này mình có thể sử dụng đến tận một năm trời luôn, vì là sử dụng rất là tiết kiệm. 1/4 nắp này có thể lau 4 tầng nhà, và một ngày mình lau ấy thì một lần sử dụng đấy khoảng tầm 500 đồng. Một lọ này là có 169.000 thôi, là khi nó đã thay thế cho những sản phẩm như là trong bồn cầu, trong khoảng lau sàn nhà, hay là trong sử dụng nhà bếp, và cũng rất là tiết kiệm và hiệu quả, an toàn và nó thân thiện với môi trường. Và có những cái sản phẩm khác nữa của Amway nữa là cần các bạn khám phá, chào mọi người.